gọi là cô Bắc Rạp à chú? Cô này là gọi là cô Bắc Rạp à? Ông đấy giờ này béo múp đầu. Không có gì đâu, tại cháu nó cứ thích uống. Cháu nó cứ nhiệt tình, các chú phải tiếp, chú không báo gì. Bát to. Bát vào ấy rồi. Có gì cơ? Chúc để cái bát. 1 giờ cơ, thoải mái. 1 giờ thì. 1 giờ thôi, nhỏ ở trên đấy. Cái này không phải hả Hải? Giờ chém đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tài. Chào. Vâng vâng. Mất rồi sao chị lo gì? Con rể không về chị Khuyên ơi. Cái thằng làm cơ khí điện lạnh đấy nhỉ? Cái thằng làm cơ khí làm điện lạnh cái nhỉ? Điện lạnh đúng không? Điện lạnh quan toàn. Phi ơi có. Rồi về từ hôm nay nhưng mà chị không cho về. Vợ nó đang chữa đứa thứ ba mà vợ năm nay vợ nó cũng về để đỡ cho vợ nó ký chứ. Đấy. Bỏ thuốc còn tận tay thăm đám cưới suốt 10 ngày. Năm đám cưới thì mai là gì có ai muốn? Có tối nay thì muốn. Tối nay có sang thì sang. Nhưng mà mai thì sang. Sang thì tối nay có một đít. Anh ảnh lúc nãy đi lấy tiết nhà quả nhai đấy. Hạnh. Xuống tận nhà Hạnh. Hết rồi chú ạ. Phải rồi chú ạ. Lúc nãy cái thịt kiểu nó còn mềm ấy. Cái nọ nó cuốn vào cái kia. Giờ chú luộc ra cái miếng nào nó cũng thành hình, nó cứng. Không có nở. Nó rất tái, nó không to này. Cái đó cổ đâu nó to này. Tí nữa Phi ạ, vẫn còn đang dùng già dùng dình cái đấy. Đây là bố toàn à? Nước xịt thì ngon lắm. Chín rồi. Dạ. Giờ nấu cháo chắc chả kịp, 9:30. Thế bỏ cơm ra là nấu thôi. À. Cứ cho nó sôi. Nấu cơm mà tính đánh tí là được. Cầm cái dây nhấc. Dây nhấc mắt được. Kinh hiểu đoạn này tuột thế. Nhưng mà tí ra khả năng nó lại quặt vào nhìn nữa này. Rồi dài. Mắt thì nghe hơi người cái mắt nữa. Không, hết cái tay cho bỏ đấy nhá. Mẹ con nóng bỏng, con đâm bỏ. Có 3 đoạn thôi. Ngọt lắm. Mẹ uống nước sông về là bí ăn là ăn cho mẹ luôn, cũng không ăn. Lá xanh thì không. Mấy cái bé vậy thì nó mới chín hơn. Họ đầy quá nhỉ. Ồ. Ăn đứng đây cho đấy. Cái đoạn có cái giảm sóc kìa. Hải sáng cái đấy. Quay, cứ làm gì đi làm đi. Nấm mỡ ngon nhỉ. Vừa đẹp.
Không mặn thế nào luôn đấy chứ, sợ gì. Này đánh đông thì nữa mới ngon. Tưởng nãy cúng từ lúc cái đầu lợn anh Truyền cầm về cúng rồi. Ủi đầy thế. Cái này là để mình đây rồi. Đằng nào chả biết đằng đấy tí. Ủi đầy. Thay vì rán là mình làm kiểu này cho nó thái thì nhỉ? Nó thơm. Ý qua đi cho nó chín khoảng 50% ông tí đi rán. Và rán nó nhẹ mùi thôi. Đúng rồi, nó có cái mùi sả. Anh ăn. Ba tấm bình đà nó lưng một chậu đúng mẹ, không có đèo đèo ấy chốc ăn hết mẹ thịt vịt quay để lại. Cơ bản đâu uống rượu nó có cái khế chua chua. Rượu này bánh đà phải thôi rồi. Lại làm
con nó khỏe chân to. Ai? Nó khoảng cái thuốc men. Dạ. Loại chân kia có phải bé mà vàng vàng chân vàng như là. Ăn lông bổ lông ra đấy chị. Đánh ngang này. Cục thịt trâu này là 10 cân này. Thớt nào mình cũng nó vừa cái kinh nhỉ, cái con trâu này nó to như một cục này. Trâu này trâu già chứ không phải là nghẽ. Chị Thuận ơi, hết đũa rồi, thiếu rồi. Vâng. Ừ, sao ba đây? Ừ, thấy nó còn hết rồi, con ơi. Hai mâm nữa. Thịt ngan này là đúng ra nó là sẽ bán. Miếng xúc đấy hơi nhiều khoai tây. Mới được có 15 mâm thôi. Mới được có 15 mâm thôi.
lửa đấy, có đèn chiếu đấy. Thôi nó cũng đại đại thôi. Đại đại. Bà Chiên bao giờ vào Nam vậy? Trâu của bác lấy à? Thắm ơi, chuối để sái vào ngan đấy. Khả năng không phải tước vỏ đâu hả nhỉ? Có. Núi. Có. Núi thì trâu luôn. 10 cân này. Kinh khủng này. Bơm luôn. Cười như thả một chậu nem luôn. Rất lịch sự nhá, nó bó tay. Chết kia không đủ à? Chết rồi. Đây có đây. Xào có đây xào không? Không, mày chỉ bóc đấy. Con phải về thôi. Chú Phú. Bác gọi cháu để kia ra chú về đi. Chết thôi, chú đang ở đây rồi. Bóc đi. Cỗ trưa tối nay chắc ngon hơn cỗ trưa. Em về nhỉ? Có thính vào gái thơm ngay. Đưa đi, đưa đi. Đưa đi cô ơi. Càng nhiều thính càng ngon. Nem thính thơm thế. Cái món này là làm kỳ công nhất. Bao nhiêu đời vua mới xong món. Tiêm ấy đéo vào, bác các bác xuống. Hai.
ăn này. Chắc đấy truyền thông báo gì. Thôi đi Hùng Phú. Thôi người sợ tí một thiếu ấy. Cái thằng này. Có quá. Anh Bình chắc lần đầu nắm nem đấy nhỉ. Không có chưa ấy thì nửa thôi. Bằng cái con nhỉ. Bảy đơn mà cái đĩa to quá thì con mà cứ rẻ rẻ ra. Bên kia con mới lên đĩa nhỉ. Nó cho tí nem nếm. Mua chuộc quá. Chưa cắt còn gì trâu đâu. Để không còn chỗ nữa mà còn trâu nữa. Còn chứ trâu. Được chưa? Trâu chắc để xong múc vào. Trâu anh ăn. Nói đi xào mèo đi. Trâu anh ăn. Con cũng dài như em ạ, dài nữa đi. Đây là thịt ngan này. Ngay làm tái. Cái này chúng ta là phải nhiều chanh. Ăn nhiều chanh là ngon. Có chanh đâu hết. Cứ cho nhiều chanh thôi chứ. Hết rồi. Hết sạch chanh. Tỏi ít con. Tỏi ít chanh ít là không ngon. Cái này có nhiều chanh nó mềm. Đúng rồi. Nó gọi là tái. Cứ cho vào đi và cuộn. Không, khế sao? Không có chanh thì cho khế đi. Có chanh. Chanh hết rồi. Kiếp người thật chứ. Thật đấy chứ. Xào ngon đâu còn phải có sức khỏe chứ. Cho vay, cho vay. Mai tôi bảo. Mai giả thêm 10.000 nữa. Các bạn nay toàn món tỏi. Đúng rồi. Món tái, món bóp, món nào cũng tỏi. Ừ. Cho tí mỡ không chị? Có. Mỡ thì mì ăn nó bán đi. Đâu? Đây là mỗi mẻ 10 đĩa. Mỗi mẻ 10. 11 đĩa. Đây là tái tái ngan này. Tái ngan. Thịt gà này. Gà tôm. Gỗ này trồng ba trồng bốn luôn. Nem giò chả. Giò chả. Thịt giò quay. Thịt quay. Nem. Còn là thịt trâu nữa. Bắt đây là bắt tay gì đấy? Bắt bên dưới là canh gì? Trâu. Sang bên này bắt bốn này. Kêu rồi kêu bảo
Chanh sao ngon đâu, còn phải có sức khỏe chứ.